Chào các em, cô tên là Đặng Thị Kim Yến, giáo viên trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học tiết toán lớp 4. Trong những bài trước, các em đã được học về phép cộng phân số. Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại bài cũ nào. Phép cộng phân số có hai dạng, đó là cộng phân số cùng mẫu số và cộng phân số khác mẫu số. Đối với cộng phân số cùng mẫu, ta thực hiện cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Còn đối với cộng hai phân số khác mẫu số, ta thực hiện thêm bước nữa, đó là quy đồng mẫu số để chuyển về dạng cộng hai phân số cùng mẫu và tiếp tục cộng phần tử số lại với nhau rồi giữ nguyên mẫu số. Đấy là phép cộng. Còn phép trừ hai phân số thì sao? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiết toán bài phép trừ phân số. Nào, các em hãy chuẩn bị sẵn sàng sách giáo khoa toán, vở và bút thước để chúng ta cùng nhau học bài mới nào. Mục tiêu của bài học hôm nay đó là giúp các em biết cách trừ hai phân số có cùng mẫu số và áp dụng vào giải một số dạng bài tập. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu ví dụ. Từ 5/6 băng giấy màu, lấy 3/6 băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Các em quan sát. Cô có một băng giấy được chia làm 6 phần. Và từ 5/6 băng giấy, lấy 3/6 băng giấy để cắt chữ. Vậy, làm thế nào để biết còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Chúng ta sẽ thực hiện phép trừ là 5/6 trừ 3/6. Khi quan sát hình vẽ, ta dễ dàng nhận thấy rằng phần băng giấy còn lại bằng 2/6 của băng giấy. Nhưng đấy là khi có hình vẽ. Còn trong thực tế, nếu thực hiện phép tính trừ hai phân số thì chúng ta làm bằng cách nào? Các em hãy quan sát phép tính và kết quả 2/6. Đối chiếu, chúng ta sẽ thấy rằng số 2 chính là kết quả của phép trừ 5 trừ 3, còn mẫu số là bằng 6 và bằng mẫu số của hai phân số trong phép tính. Vậy, cô có kết luận như sau. Khi trừ hai phân số cùng mẫu số, ta thực hiện trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Để áp dụng kiến thức vừa học, cô và các em cùng thực hiện các bài tập trong phần luyện tập nhé. Bài tập 1. Tính. Có 4 phép tính là A, B, C và D. Chúng ta dễ dàng nhận ra đây là các phép tính trừ hai phân số cùng mẫu số. Và sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập A trước. Nhắc lại cách trừ hai phân số cùng mẫu, ta sẽ trừ phần tử số phân số thứ nhất, ở đây là 15, trừ cho tử số của phân số thứ hai là 7 và giữ nguyên mẫu số là 16. Ta được kết quả bằng 8/16. Và các em chú ý là 8/16 là phân số chưa tối giản, nên khi tính xong, chúng ta cần rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 8. Ta được kết quả cuối cùng bằng 1/2. Các câu B, C và D, các em làm tương tự và trình bày vào vở. Chú ý là khi trình bày, cần phải trình bày sạch sẽ và viết dấu gạch ngang, chỉ gạch vừa đủ giữa tử số và mẫu số. Sau đây, các em hãy đối chiếu kết quả bài làm của mình với đáp án nhé. Ở câu B,
khi trừ ra kết quả là 4/4 thì các em rút gọn lại bằng 1. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập 2. Bài tập yêu cầu chúng ta rút gọn rồi tính. Ở đây gồm có 4 câu, đó là A, B, C và D. Đề bài yêu cầu rút gọn. Vậy các em nhớ lại cách rút gọn phân số. Đó là ta thấy phân số có phần tử số và mẫu số đều cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không, thì chúng ta có thể rút gọn để đưa về phân số tối giản. Đối với bài tập này, chúng ta sẽ rút gọn một trong hai phân số hoặc cả hai phân số để đưa về dạng phép trừ phân số sao cho thuận tiện nhất. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn ở câu A. Ta xét thấy là trong hai phân số thì phân số 2/3 đã tối giản, còn phân số 3/9 thì chưa tối giản. Khi đó, ta rút gọn phân số 3/9 thành phân số 1/3 bằng cách là chia cả tử và mẫu cho 3. Bây giờ, phép trừ 2 phân số đã thành dạng trừ 2 phân số cùng mẫu. Và ta tiếp tục trừ tử số của phân số thứ nhất là 2, cho tử số của phân số thứ hai là 1 và giữ nguyên mẫu số là 3. Ta được kết quả bằng 1/3. Tương tự câu A, các câu B, C, D, các em trình bày vào vở. Bài làm của mình với kết quả của cô này. Vậy là qua hai bài tập 1 và 2, cô tin chắc rằng các em đã thành thạo trong thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu. Để áp dụng vào trong giải toán, chúng ta cùng giải quyết bài tập 3. Các em đọc đề cùng cô nào. Tại Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc lần thứ 6 năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 5/19 tổng số huy chương của đoàn giành được. Còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được? Đề bài cho chúng ta biết rằng số huy chương vàng bằng 5/19 tổng số huy chương của cả đoàn đã giành được. Còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Như vậy, có 3 loại huy chương, đó là vàng, bạc và đồng. Người ta đã cho biết là số phần huy chương vàng của toàn đoàn là 5/19. Vậy 5/19 có nghĩa là nếu cho tổng số huy chương của cả đoàn là 19 phần bằng nhau thì số huy chương vàng bằng 5 phần như thế. Và cô biểu thị bằng sơ đồ như sau. Cho tổng số huy chương là 19 phần bằng nhau thì số huy chương vàng là 5/19. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số phần của huy chương bạc và huy chương đồng so với tổng số huy chương. Vậy, trước tiên, chúng ta phải xác định được số phần của tổng số huy chương. Và đấy chính bằng 19/19, hay là một đơn vị. Vậy, khi đã có số phần của tổng huy chương và số phần huy chương vàng, ta tìm được số phần của huy chương bạc và huy chương đồng hay không? Các em hãy suy nghĩ và thực hiện vào vở nháp nhé! Sau đây các em hãy đối chiếu đáp án của cô với đáp án của các em. Số phần của huy chương bạc
và huy chương đồng trong tổng số huy chương mà đoàn đã giành được là? Chúng ta lấy số phần tổng số huy chương là 19 phần 19 trừ đi 5 phần 19 bằng 14 phần 19 tổng số huy chương. Đối với dạng bài tập này thì các em chú ý đơn vị của bài toán nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần luyện tập. Sau đây, cô có món quà muốn dành tặng các em. Đó là một trò chơi có tên gọi vượt chướng ngại vật. Bạn Xì Trinh đang trên đường về nhà thì gặp phải các chướng ngại vật khiến cho đường về trở nên khó khăn hơn. Mỗi chướng ngại vật là một câu hỏi, và nhiệm vụ của các em là hãy hoàn thành tốt các câu hỏi để giúp bạn Xì Trinh về được đến nhà nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu. Chướng ngại vật thứ nhất, đó là phép tính 3 phần 7 trừ 1 phần 7. Các em hãy suy nghĩ trong vòng 5 giây để tìm ra đáp án. 5 giây bắt đầu. Và đáp án của cô là 3 phần 7 trừ 1 phần 7 bằng 2 phần 7. Chúng ta tiếp tục vượt chướng ngại vật tiếp theo. Đó là phép tính 5 phần 4 trừ 3 phần 4. 5 giây để tính ra đáp án bắt đầu. Và đáp án của cô là 5 phần 4 trừ 3 phần 4 bằng 2 phần 4. Và bạn nào giỏi cũng có thể rút gọn bằng 1 phần 2. Chúng ta tiếp tục vượt chướng ngại vật tiếp theo nào. Chướng ngại vật tiếp theo cũng là một phép tính 5 phần 4 trừ 4 phần 8. 5 giây để các em tính ra đáp án. 5 giây bắt đầu. Cô gợi ý các em đó là trong phép tính này có một phân số chúng ta phải rút gọn để đưa về dạng trừ hai phân số cùng mẫu số. Vậy đáp án của cô là 5 phần 4 trừ 4 phần 8 bằng 5 phần 4 trừ 2 phần 4 và bằng 3 phần 4. Chúc mừng những bạn đã giải đúng đáp án này. Chúng ta tiếp tục vượt chướng ngại vật tiếp theo nào. Các em nghe rõ, nghe kỹ câu hỏi này. Mai làm được 7 phần 8 bài tập cô giao gồm toán và tiếng Việt. Trong đó, môn toán làm được 5 phần 8 số bài tập đã làm. Hỏi, môn tiếng Việt Mai làm được bao nhiêu phần số bài tập đã làm? Các em suy nghĩ trong vòng 5 giây. 5 giây bắt đầu. Và đáp án của cô là bằng 2 phần 8 số bài tập đã làm. Đáp án này cô tính được bằng cách cô lấy 7 phần 8 trừ đi 5 phần 8 và bằng 2 phần 8. Chúng ta tiếp tục vượt chướng ngại vật cuối cùng nào. Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu số, ta lấy A. Tử số phân số thứ nhất chia cho tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. B. Tử số phân số thứ nhất trừ đi phân số rút gọn của phân số thứ hai. Và C. Tử số của phân số thứ nhất trừ tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án của cô là đáp án C. Chúc mừng các em. Vậy, kết thúc trò chơi. Cô tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bạn vượt qua được cả 5 chướng ngại vật. Và một lần nữa, cô chúc mừng các em đã hoàn thành trò chơi. Trong chướng ngại vật thứ 5,
đã giúp các em một lần nữa nhớ lại cách thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu. Đó là chúng ta thực hiện phép trừ phần tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Các em hãy tiếp tục hoàn chỉnh các bài tập vào vở và chuẩn bị bài sau. Đó là bài phép trừ phân số tiếp theo, trang 130. Bài học của chúng ta đã kết thúc. Chúc các em mạnh khỏe, chăm ngon, học giỏi. Và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.